Nhạc sĩ Phương Nguyên, tôi nhìn Thanh Hà mỗi ngày, chỉ một hành động nhỏ cũng khiến tim tôi tan chảy. Kể từ ngày các sự xuất hiện của người bạn đồng hành ca sĩ Thanh Hà, cuộc sống của nhạc sĩ Phương Nguyên thay đổi hẳn. Có lẽ vì vậy mà tính cách con người của nhạc sĩ Phương Nguyên cũng ít nhiều có những sự chuyển biến. Tình yêu là một phần tất yếu của cuộc sống, giữa cuộc sống hối hạ sâu bô. Tình yêu mang đến cho con người sự tươi mới, khiến cho người đang yêu và được yêu thay đổi về mặt tính cách. Tình yêu mang đến cho con người sự tươi mới, khiến cho người đang yêu và được yêu thay đổi về mặt tính cách lẫn con người. Và điều này hoàn toàn đúng với trường hợp của nhạc sĩ Phương Uyên. Trước khi tìm thấy hạnh phúc mới là ca sĩ Thanh Hà, nhạc sĩ Phương Uyên là một người nóng tính, bộc trực, song chính tình yêu, năng lượng tích cực mà ca sĩ Thanh Hà mang đến đã khiến nhạc sĩ Phương Uyên thay đổi 180 độ bỏ lại những phía sau sóng gió nhạc sĩ phương uyên và ca sĩ thanh hà như tìm thấy mảnh còn lại của cuộc đời mình họ giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn đồng hành cùng nhau mọi mặt từ nghệ thuật đến cuộc sống thường nhật thời điểm cả hai gặp nhau tín hiệu nào được phát đi để cho đối phương thấy được rằng đây là một nữ còn lại thật ra tôi thích thanh hà từ thời điểm cô ấy còn trẻ tôi mê và có thiện cảm với cô ấy từ nhiều năm trước chứ không phải bây giờ thích theo kiểu bạn bè đồng nghiệp và say mê âm nhạc của nhau tôi cũng không ngờ là một trong thời gian ngắn lại có thể tìm hiểu nói chuyện với nhau hàng giờ để từ đó tìm hiểu sâu hơn như hiện tại mất bao lâu để cả hai chuyển từ giai đoạn nói chuyện sang tìm hiểu lẫn nhau tôi ở việt nam sang mỹ và được thanh hà giúp đỡ nhiệt tình lúc đó tôi mới nhận ra không hiểu tại sao cô lại giúp đỡ mình nhiệt tình đến thế bởi từ trước đến nay thanh hà chưa từng giúp đỡ ai nhiệt tình như vậy toàn người khác chở cô ấy đi thôi vì cô ấy mù đường lái xe giỏi nhưng xem đường rất dở lúc đó cô ấy không hề biết ngại ngùng hay gì cả cô ấy cũng nói nhiều hơn thường lệ diễn biến nội tâm khi phát hiện có cảm xúc khác lạ dành cho đối phương như thế nào lúc đầu tôi cứ nghĩ là bạn bè đồng nghiệp thôi và cảm thấy quý vì ở nhà ai cũng quý trọng giọng hát của thanh hà cả khi tiếp xúc thì cảm giác thanh hà rất tốt với đồng nghiệp khó hiểu đến mức không hiểu vì sao cô ấy là tốt với bạn bè đồng nghiệp đến thế. Về sau tôi phát hiện ai cô ấy cũng tốt, nơi xa đến cô ấy đều tiếp đã thân thiện, sẵn sàng mang đồ ăn đến tận địa điểm cho người ở xa đến. Mọi thứ khiến tôi cảm giác như dần dần đi vào quỹ đạo rồi đến với nhau lúc nào không hay. Điểm tương đồng của chị và Thanh Hà là gì? Mỗi ngày tôi đều nhìn thấy Thanh Hà và tôi phát hiện cô ấy có nhiều điểm tương đồng với tôi ngay cả cách trân trọng yêu thương giữa người với người giống tôi. Thanh Hà cũng là một người sống tình cảm, hay khóc một mình, thường tuổi thân, và những điều đó cũng giống tôi. Có những điều dù là nhỏ nhặt mà Thanh Hà mang đến nhưng lại khiến Phương Uyên cảm thấy rất vui hay không? Lúc Thanh Hà xuất hiện trong cuộc đời tôi thì mọi thứ thay đổi nhiều. Dù chỉ là một cốc cà phê nhỏ mỗi sáng do Thanh Hà pha cũng khiến tôi vui hơn. Thế nhưng có giai đoạn tôi và Thanh Hà sợ cảm giác dính chặt nhau nên chủ động cách nhau ra. Dù vậy Thanh Hà vẫn luôn quan tâm và để ý đến tôi. Ví dụ như thấy tôi không xuống nhà, thì cô ấy nhắc bảo có một ly cà phê đang pha, nhớ xuống lấy nha. Chỉ một hành động nhỏ như thế cũng đủ khiến trái tim tôi tan chảy. Dường như việc cả hai gặp nhau giống như đúng người đúng thời điểm có phải không? Tôi nghĩ mọi thứ đều một nửa của mình ở đâu đó nhưng không phải ai cũng tìm thấy được và may mắn là tôi đã tìm gặp được bởi thế nên ngày hôm nay tôi cảm ơn thanh hà vì thanh hà đã tìm tôi ra giữa tám tỷ người chứ không phải tôi tìm ra cô ấy trước khái niệm hạnh phúc đối với chị và thanh hà dường như cũng khác so với trước kia đúng không tôi nghĩ là thời điểm hiện tại chúng tôi cảm thấy an nhiên với cuộc sống cùng làm nhạc cùng gửi đến khán giả những nguồn năng lượng tích cực chúng tôi cảm thấy thoải mái với cuộc sống bây giờ có thể gọi thứ âm nhạc của thanh hà phương uyên thời điểm bây giờ là âm nhạc chữa lành cũng đúng. Cảm ơn nhạc sĩ Phương Uyên và những chia sẻ, chúc chị và ca sĩ Thanh Hà sẽ thêm gắn kết và hạnh phúc ở con đường tương lai.